Cảng Phước An thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch. Nằm bên sông Thị Vải, tuyến giao thông thủy có tuyến luồng được đánh giá là tốt nhất hiện nay của Việt Nam. Sau thời gian thi công khẩn trương, hiện dự án Cảng Phước An đã hoàn thành thi công xây dựng hai cầu cảng số 5 và số 6 với tổng chiều dài 670 m, chiều sâu nạo vét khu nước trước bến là 14,7 m. Theo Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, khi đi vào hoạt động, Cảng Phước An có khả năng khai thác đồng thời hàng container và hàng tổng hợp, năng lực khai thác 2,2 triệu TEU và 4 triệu tấn hàng hóa tổng hợp mỗi năm. Với khả năng đón tàu đến 60.000 DWT, Cảng Phước An đã được Cục Quản lý Đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra và thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Tại cảng hiện đã hoàn thành việc nhập khẩu máy móc thiết bị như hệ thống cầu STS và cầu RTG. Ngoài ra là hệ thống xe nâng đầu kéo cũng đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu, chạy thử để sẵn sàng đưa vào vận hành khai thác trong tháng 9 tới đây. Chủ đầu tư cũng đang lắp đặt và chạy thử hệ thống quản lý khai thác container, hoàn thiện các thủ tục công bố cảng, cấp mã cảng để đưa vào vận hành khai thác, đón chuyến tàu container đầu tiên vào tháng 9. Ngoài ra, đường vào Cảng Phước An kết nối với các khu công nghiệp của Nhơn Trạch cũng đã thông xe, đang hoàn thiện.